Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog nha. Ta chị Hồng Loan giờ chuẩn bị tới mộ cậu rồi cô chú anh chị ơi. Đại lẹ lên. Đại lẹ lên. Bé buồn bé kem luôn nè. Như bé buồn anh Hải. Buồn không xuống hả? Bé buồn xuống chắc nắng buồn rồi. Thôi đi lại không lo, chị không lo cả. Không lo nè. Đây. Nãy anh đặt giùm 5 kg đúng không? Đúng rồi, 5 kg. Rồi. Anh để bé buồn xuống chơi nè. Đóng đá nè. Thầy buồn không xuống. Buồn không xuống hả chị? Buồn không xuống. Mấy kia mấy kia mấy. Dạ. Để mày bàn cho mấy. Trời ơi. Ở giờ lâu ghê luôn mới gặp chị á chị. Lâu quá mới gặp chị Long đó. Chạy chạy mình đi lộn hướng rồi chị. Đây đây qua đây chị. Đi nè chạy đi nè. Sao? Bên nào cũng vô thôi mà. Đi đường cũ đi chị ơi. Đừng có đi lung tung. Đi lung tung mà có đi. Anh nghĩ sao anh Minh nói chị đừng đi lung tung. Đi cái đường này chị hay đi nè. À chị Hồng Loan tới rồi cô chú ơi. Dạt dạt đơn, dạt đơn. Dạt đơn cho chị luôn đi. Điện thoại dạt qua hai bên. Rồi dính luôn. Hết thấy điện thoại luôn rồi. Ồ dầu cho đây bánh dầu lên. Ui giờ can na ra bánh bía lên trong ngoại kìa. Rồi cái đó chị Lon đó. Chị Lon lên cái vui ghê luôn cô chú ơi. Chị liền dữ. Chị sắp tới mình bán sầu riêng đó hả chị? Không có anh, trời ơi. Trời ơi, sáng nghe hiền tiên kia chưa là chị Hồng Loan sắp tới bán sầu riêng. Đâu có. Vậy là chị không bán sầu riêng, vậy là em biết. Chứ đâu có gần đâu bán. Vậy là chị bán chôm chôm. Chị bán chôm chôm. Để lau nè. Các quà lọc. Để lát trả tiền cho chị Hồng Loan. 5 chiếc xoài đúng không? Đúng rồi, 5 chiếc xoài. Anh Hải nè. Em chào anh Hải nha. Rồi bé Buôn kìa ơi, Buôn ơi. Rồi bữa nay ảnh xuống đó trời. Chút nóng quá anh chạy lên nè. Nóng quá anh chạy anh xe. Bé Buôn. Bé Buôn. Hát bài coi. Hát bài nhảy hip hop. Anh Hải đây, chở chị Long lên hai cô chú chị. Chị Hồng Loan trước khi lên mộ là phải lửa chung lửa đèn rồi tao bàn thờ cho cậu rồi sau khi nữa chị mới đi lau mộ thắp nhang đúng không chị? 21 tay là chị hát ở tỉnh xá Lộc Hiển hả chị? Dạ đúng rồi. 21 tay rồi bữa đó mấy em xuống canh quay chị kìa. Chắc cũng tối cũng tối. Rồi rồi, canh giỏi không? Bánh lên cho ông ngoại kìa. Bà nói tụi em xuống đón chị ở dưới nha chị. Đi luôn hả? Đi luôn. Đi xuống dưới đón chị luôn. Vậy là phải đi shop. Bây giờ vô tới mấy dưới nó đi leo quạng thầy hết hả chị? Thôi để bữa đó mấy anh em ở trên mộ xuống đón chị nha. Để tới bữa đó mấy anh em trên mộ xuống đón chị. Không có khán giả vô nữa cả. Dạ sớm đến quá đông nghe lên. Đợi chị Hồng Loan nè. Đợi không nổi luôn, đợi tiếng máy rồi gì luôn. Mấy giờ chị mới diễn chị? Chưa biết nữa anh. Ồ mà em thấy cái bốc thơ quá trời á. Bốc thơ quá trời nghệ sĩ luôn á chị. Quá trời luôn. Chị có song ca. Hai có sáng mai luôn á. Em nghĩ chắc ba chắc một cái. Kè bun, kè bun.
hoặc là một số nghệ sĩ chắc là Quỳnh nhảy tham dự thôi chứ. Nắng mà hát đơn nữa rồi chắc em nghĩ không đủ thời gian á. Đó Quỳnh mới giỡn luôn. Ôi cô, nãy giờ mới để ý chị mang giày gì đẹp á. Chị lao bàn thờ cho cậu Năm. Này bé Ken. Anh Hải bánh gì à, chị lon xong chưa? Nặng anh Hải kìa. Anh Hải mà bánh đĩa với bom cho cậu Năm nè cô chú anh chị. Cái buồn như bây kê nó thì đang lau màu của ngoài. Còn chị nó thì đang chuẩn bị ba chung nước. Chú với chú Việt định dần trái cây lên cúng cho chú. Chị Linh ha. Này cảm thấy làn da của chị khi mà mở shop sản phẩm là chị càng thấy mịn màng hơn quý cô chú anh chị. Anh Hải phụ chị Hồng Loan nè cô chú anh chị, trưng trái cây cho cậu Năm. Trái cây quá đẹp luôn ha. Chị Hồng Loan bữa nay trời ơi, bữa nay chị mang giày nó cà đẹp vậy. Dẹp dép luôn. Bôn ơi, Bôn ơi, Bôn ơi. Trời ơi, Bôn ơi. Bốc nhang, bốc nhang. Bé Bôn rồi bốc nhang cho ông ngoại. Đứng sau lưng. Trời ơi dễ thương không? Trời ơi. Cô ấy là cái cô con gái. Xá xá. Ngoài này đâu. Đức đây nè.